Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một số cái phôi mẫu đơn rừng hoa đỏ mới về các bạn nha. Chiều ngày 28, về chiều 28 các bạn nha. Đầu tiên là mã DM1 hoành 35, chiều cao 1m3. Cây này thì bầu hơi yếu các bạn. Rễ thì nó cũng cắt hơi hơi bị to. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 350 nghìn, bao gồm chưa bao gồm phí vận chuyển các bạn nha. Cây này nó bị lũa nè, nó lũa. Phôi này là 350 nghìn các bạn nha. Hoành 35. Mã tiếp theo là mã DM2. Phôi này thì nhỏ thôi, hoành 27, chiều cao 1m rưỡi, cây lắc khá đẹp, cây lắc khá đẹp nha. Thì phôi này cũng là 350 nghìn cộng với tiền phí ship nữa các bạn nha. Các bạn mua hai phôi trở đi thì từ phôi thứ hai mình giảm, bên mình sẽ giảm 50 nghìn để anh em vui vẻ, có thể mua nhiều phôi ủng hộ bên Sắc Vàng ha. Và các bạn kênh Sắc Vàng thì vẫn luôn sử dụng những cái đồng tiền từ tiền lợi nhuận của mình ra để mà trích ra để mà phục vụ lại cộng đồng. Đấy, thì cũng là cái đó đó, thì nó cũng là nhờ vào cái sự thương yêu ủng hộ của quý khách hàng ha. Đến với mã DM3 3 hoành 29, chiều cao là 1m2. Phôi này thì cái rễ cái của nó hơi to, cắt cái rễ cái nó hơi to nha các bạn nha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 250.000. 250.000 cho mã DM3 hoành 29, chiều cao 1m2 ha. Rồi tiếp theo là mã một cái tông cao các bạn, cao 2 mét. Hoành của nó là 29. Bầu rễ thì khá. Cây này bầu rễ khá thôi, chứ không có lực các bạn. Bầu rễ khá. Hoành 29, chiều cao 2 mét. Cây này các bạn có thể để cao hoặc là chúng ta cắt ngắn lại chút xíu ha. Cắt ngắn lại, về cắt ngắn lại, gom chì lại. Hoành 29, chiều cao là 2 mét. Phôi này là 450 nghìn ha các bạn ha. Phôi tông cao khá hay các bạn. Rồi tiếp theo là mã DM5, hoành 43, chiều cao 1m7. Phôi này thì cũng giao lưu các bạn với giá là 350 nghìn cộng với phí ship các bạn. Hoành 34, chiều cao là 1m7. 350 nghìn cộng với phí ship ha. Phôi hai thân cũng khá cao, cũng khá là cao các bạn. Hoành 34, cao 1m7, 350 nghìn cộng với phí ship. Cái này là giá chưa bao gồm phí ship nè, cộng phí ship thêm. DM6 hoành 40, chiều cao 1m4. Cây này khá đẹp nè, hai thân. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 500 nghìn ha, 500 nghìn cộng với phí ship, 500 nghìn nha các bạn nha. DM6 hoành 40, chiều cao 1m4. Cây khá đẹp, hai thân, khá duyên. Em mình bữa nay mới trúng số, nó cười. Làm từ thiện trúng số các bạn, 40 cao 1m4. Làm từ thiện xong trúng số, cười được. Rồi tiếp theo là mã DM7 hoành 33, chiều cao 2m. Chi chốt khá là nhiều.
Phôi này giao lưu các bạn với giá là 450.000 cộng với phí ship ha. 450.000. Cho mã DM7 hoành 33, chiều cao 2 m. Phôi lắc léo nhìn khá hay các bạn. Bóng khá đẹp. Mẫu đơn rừng này thì chúng ta có thể ghép được với mẫu đơn nhà. Các cái loại dòng mẫu đơn nhà chúng ta đều ghép được hết các bạn nha. Mỹ cam, Mỹ đỏ, Mỹ hồng, Mỹ vàng gì ghép được hết. Vàng Pháp gì đó. Rồi tiếp theo là mã DM8 hoành 32. Chiều cao là 1 m 2. Hoành 32, chiều cao 1 m 2. Một cốt, ba chốt. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 400.000 cộng với phí ship các bạn. 400. 400.000 cộng với phí ship nha. Cầu thủ đó, cầu thủ của sớm này các bạn, cầu thủ bóng đá của sớm đó. Hoành 32, chiều cao 1 m 2. Bóng khá đẹp. Tiếp theo là mã DM9 hoành 44, chiều cao 1 m 1, cày 3 thân rất là đẹp các bạn. 3 thân rất là đẹp. Phôi này tiêu luôn các bạn với giá là 600.000 cộng với phí vận chuyển các bạn nhé. Các bạn nhắc lại ha, các bạn mua từ 2 phôi trở đi thì từ phôi thứ hai bên mình giảm 50.000 các bạn. DM19 hoành 44, chiều cao 1 m 1, 600.000. Bạn nào thích thì liên hệ nha. Phôi khá đẹp. Một cái phôi khá là đẹp luôn. Về chơi tàng nấm rồi. Tiếp theo là mã DM10 hoành 30, chiều cao là 1 m 2. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 400.000. 400.000 cho mã DM10 hoành 30, chiều cao 1 m 2 các bạn. Quay như là mặc định vậy đó, không có cảm xúc gì hết trơn. Quay như mặc định vậy bạn ơi. Quay như robot vậy. Hoành 30, chiều cao 1 m 2, 400.000. Tiếp theo mã cuối cùng là mã DM10 hoành 37, chiều cao 1 m 2. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 450.000 cộng với phí vận chuyển. Rồi bạn nào thích thì liên hệ ha. DM11 hoành 37, chiều cao 1 m 2, 450.000 cộng với phí vận chuyển. Rồi anh em nào thích thì liên hệ ha. Anh chị em nào thích thì liên hệ. Ôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Ôi chào và hẹn gặp lại các bạn.